nếu bóng rổ không thành công anh vẫn đảm bảo cuộc sống cho em được, nhưng mà nếu bóng rổ thành công thì không chỉ là thu nhập không mà anh cũng có thể làm cho em giàu nữa. Thì thật ra là người Đà Nẵng cũng rất là thích chơi bóng rổ, nhưng mà không có một cái sản phẩm truyền thông để mà kêu gọi mọi người hoặc là mọi người nhận biết đây là bóng rổ nhiều người đi chơi. Thì đúng cái lúc mà thiên thời thì nghĩa là VBA Đà Nẵng cũng có những con người rất là đam mê, rồi địa lợi là mình cũng xây dựng được một cái sân, rồi mình xây dựng những sân chơi cho anh em. Thì thật ra là rất là nhiều yếu tố tạo nên cú hích đó. Thì mình bỏ tiền đầu tư thì mình cũng kiếm một cái sân chơi cho anh em thôi. Nhưng mà dĩ nhiên khi mình làm một nhà kinh doanh thì đường hướng kinh doanh thì mình cũng muốn là thu hồi vốn. Khi mà làm ra thì cái mô hình kinh doanh bóng rổ ở Đà Nẵng thì rất là mới. Mà mình muốn phát triển cộng đồng, mình quá hướng về lợi nhuận thì mình cũng không thể mà phát triển được. Thì nên nó cũng bài toán rất là nan giải. Thì làm sao mình vừa cân bằng giữa phát triển cộng đồng và thu lại, đừng nói là lời, nhưng mà thu lại được cái tiền mình bỏ đầu tư ban đầu, để làm sao để mà mình vui chơi nhưng mình không cảm thấy bị thiệt thòi. Khi mình chơi thì mình cũng muốn là rất nhiều người cùng chơi với mình, thì còn một cộng đồng. Chứ còn nếu một mình chơi thì cũng không vui. Khi mà mình xây dựng một sân đấu thì mình thấy cái hưởng ứng của cộng đồng rất là tốt, thì mình mới thấy một cái đường hướng phát triển là từ cái sự xây dựng con người, thì xây dựng những người chơi cùng mình, xây dựng những người làm công tác tổ chức, xây dựng người trọng tài, người media, người làm những cái giải đấu, và đặc biệt đó là huấn luyện viên và những người chơi. Thì qua cái quá trình xây dựng đó thì mình thấy bóng rổ Đà Nẵng là ngày càng phát triển lên, thì mình càng tin tưởng. Mà khi mình càng tin tưởng thì thật ra cũng như niềm đam mê, mà thấy càng phát triển thì mình càng muốn bỏ tiền vào để mà mình càng xây dựng nó. Những cái con người mà làm việc trong với mình, những huấn luyện viên, những cầu thủ, những người tổ chức rất là quan trọng, hay là trọng tài nó rất là quan trọng. Thì nếu mình xây dựng được một đội ngũ rất là tốt thì những người đó mãi mãi cái kỹ năng của họ sẽ làm cho bóng rổ phát triển. Còn ví dụ như nếu một sân hay 10 sân, nếu mà không có con người thì cũng không thể nào phát triển được. Thì một quá trình rất là dài, cũng phải là 2-3 năm, giống như kiểu như là một cố đấm ăn sâu. Thì xong quá trình thì nói chung là hiện nay thì đời sống anh em cũng rất là tốt. Nói chung là nếu đi làm bóng rổ có nhiều khi, hiện nay thì đi làm bóng rổ có nhiều khi còn tốt hơn rất là nhiều ngành nghề ở Đà Nẵng. Thì mình cũng, cái đó là cũng là hạnh phúc của mình đó. Vì người ta đi làm với mình bỏ cái công sức ra thì mình cũng cảm thấy người ta được đền đáp, rất là niềm vui rồi. Rất là nhiều anh em ở đây khi mà làm mình cũng là biết là nếu mà không được gì mình cũng thể đảm bảo là họ sẽ có một cuộc sống sau khi rời, thì mình họ có những tài sản để mình sao tiếp tục những cái con đường mà họ lên những con đường khác, thì họ vẫn có đảm bảo cuộc sống của họ. Chứ còn bây giờ nếu mà đi làm xong rồi 2-3 năm rồi đi ra chẳng chẳng có gì thì mình không làm chuyện đó. Đà Nẵng tiền 1-2-3. 1-2-3 tiền.